Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận ý kiến của cử tri liên quan đến dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, tập trung vào một số vấn đề như là nguồn lực để bảo đảm chất lượng khám bệnh chữa bệnh, hỗ trợ cho nhân viên y tế, về sự phối hợp của bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó là các ý kiến cho thấy kỳ vọng của cử tri vào việc luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi sẽ đáp ứng được nhu cầu từ thực tiễn. Về đề xuất thì chúng tôi rất là mong dự thảo luật lần này về phần giá dịch vụ y tế phải được tính đúng tính đủ. Có như vậy thì các cơ sở y tế mới có đủ cái nguồn lực để có thể đảm bảo cái chất lượng khám chữa bệnh cũng như là để phát triển cái dịch vụ kỹ thuật của mình để đạt được theo cái nhu cầu về khám chữa bệnh mà theo nhu cầu của người dân mong muốn. Khám chữa bệnh mà liên quan tới nguyên lý y học gia đình thì hiện nay thì đã đưa vào dự thảo của luật đó, thì các bác sĩ cũng có điều kiện để mà hành nghề và quản lý sức khỏe của người dân ở cộng đồng, ở các cái trạm y tế. Tuy nhiên đó thì hiện nay đó, ở các trạm y tế mà có thực hiện cái nguyên lý y học gia đình đó, thì cái danh mục thuốc nó cũng phải tương xứng và nó nhất là quản lý các bệnh không lây, thí dụ như là bệnh tiểu đường, thì như vậy thì mới đáp ứng được cái sự kỳ vọng của người dân đến với trạm y tế. Rất mong muốn là cái luật được thông qua và có những cái hỗ trợ cho ngành y, cho những nhân viên y tế như chúng tôi có được điều kiện về cái lương và cái phụ cấp tốt hơn. Vấn đề kiểm soát về mọi mặt của bảo hiểm y tế cũng như là sự phối hợp của y tế với bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội là cần thiết để nó tiết kiệm cái nguồn lực. Tuy nhiên là nó vẫn hay có những bất cập trên thực tế là tiêu chuẩn của những người mà đi thẩm định. Thực tế cho thấy là có những trường hợp là y sĩ hay dược sĩ mà tham gia thẩm định, mà trong khi cái người mà được thẩm định thì là bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 thì nhiều khi cái tiếng nói chung nó cũng có vấn đề trong đó, nên là cũng cần phải tiêu chuẩn hóa cái thẩm định viên. Quốc hội sớm hoàn thiện và thông qua cái luật khám chữa bệnh sửa đổi là điều hết sức là quan trọng. Cái thứ hai nữa là chính phủ thì cần phải hoàn thiện về hệ thống văn bản, tạo nên một cái hành lang pháp lý an toàn để cho các cái cán bộ y tế, đặc biệt là các cán bộ quản lý là có một cái hành lang an toàn để yên tâm trong vấn đề và lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là công tác mua sắm vật tư tiêu hao, mua sắm thuốc và công tác xã hội hóa.